Một Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tên con là Phan Thị Lý, con ở Việt Trì, Phú Thọ. Gia đình con chuyện về tâm linh. Con kính bạch thầy, thầy hoan hỷ bố thí cho con. Con gái của con là Vũ Thị Lan Phương, 38 tuổi. Vì khi cháu sinh con thứ ba được 2 tháng, sức khỏe cháu yếu. Cháu nghe người ta bảo ngồi thiền cho khỏe. Vì cháu không biết nên cháu cũng nghe theo. Khi ngồi thiền được 10 ngày, nhưng trong khi ngồi thiền có mở băng đĩa nghe chú Án Ma Ni Bát Minh Hồng, nhưng là tiếng Ấn Độ. Sau đó cháu bị đau đầu và bây giờ cháu bị loạn thần, sợ bóng tối, và cháu nói cháu nhìn thấy rất nhiều ma. Và trong đầu có nghe thấy rất nhiều người nói và có cả tiếng rì rào, róc rách. Cháu không ngủ được, không ăn được. Hiện tại sức khỏe của cháu rất yếu. Đặc biệt là khi cháu sinh được cháu trai được 2 tháng tuổi thì bỗng dưng cháu gọi được mẹ mấy tối liền. Khi cháu được 3 tháng thì cháu gọi được bà ơi. Từ đó đến giờ cháu không gọi nữa. Hiện tại cháu được gần 6 tháng. Con kính bạch thầy hoan hỷ giúp cháu để cháu chữa khỏi bệnh, cháu được mạnh khỏe để cháu nuôi con của cháu. Con xin kính chúc thầy năm mới luôn luôn được mạnh khỏe. Thầy luôn là cây cao bóng cả để chúng con nương tựa vào thầy. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Có một Phật tử Phan Thị Lý ở Việt Trì, Phú Thọ đưa câu hỏi thì chúng ta, thầy đọc chúng ta đều nghe rồi. Nói là có đứa con gái năm nay 38 tuổi. Sau khi sinh con sức khỏe yếu thì có người bảo ngồi thiền thì sẽ khỏe, mà khi ngồi thiền thì nghe thêm câu thần chú Án Ma Ni Bát Minh Hồng. Do đó thì một thời gian thì thế là đau đầu, sinh ra loạn thần, rồi bây giờ thì sợ bóng tối, sợ mọi người vân vân đó. Ở đây các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa mới nói này, muốn tu thiền phải có thầy dạy là như thế. Phải có thầy dạy. Thầy dạy để làm sao? Khi mà ngồi thiền, cái điều cốt yếu của việc gì? Đầu tiên là phải điều thân. Thứ hai là điều hòa hơi thở. Và thứ ba là phải điều tâm. Ba cái này phải như cái đỉnh ba chân, như kiềng ba chân ấy. Hành giả muốn tu thiền thì phải điều hòa được ba thứ này. Mà muốn điều hòa được ba thứ này thì thường thường là phải có thầy dạy. Hoặc là mình phải gì? Phải nghiên cứu thật sâu, thật vững chắc về các phương pháp tọa thiền, điều thân, điều hòa hơi thở và điều tâm của các tổ đã dạy ở trong kinh luận thì mới có thể gì? Tự mình ngồi được. Trường hợp này chắc chắn là như ở trong nhà thiền hay là người tu chúng ta gọi là tẩu hỏa nhập ma. Cái này chúng tôi cũng gặp khá nhiều. Kể cả người niệm Phật còn bị kiểu như thế này. Ví dụ như cách đây hơn năm, có một cháu sinh viên mới ra trường, mới đi làm được mấy tháng. Đi ô tô buýt, nghe thấy một người và mặc áo nâu, không biết là Phật tử hay không, mặc áo nâu, một bà cụ bảo là niệm Phật tốt lắm, cháu niệm Phật đi. Thế là về thì bắt đầu là cứ thế là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ ngồi niệm Phật suốt như thế. Mấy hôm sau tự nhiên là gì? Nhìn thấy, lúc thì nhìn thấy Phật, lúc thì nhìn thấy Bồ Tát, và bắt đầu khởi tâm gì vui mừng, và dần dần gì nhìn thấy cả ma nữa. Khi nhìn thấy Phật thì mừng, nhìn thấy ma thì sợ. Cho nên nó được một thời gian sau là tự nhiên là mất ăn mất ngủ và chân tay gì cứ luôn đầy bẩy. Khi mà một người bạn đưa cái bé lên đây, bé nữ đưa lên đây thì mặt mũi gì tái mét và đổi sắc, và chân tay thì cứ run lầy bẩy như thế này, người cứ run lầy bẩy như vậy, cũng sợ gì, sợ ánh sáng, sợ đông người và sợ cả gì, cả Phật nữa. Khi đưa lên đây tôi đang làm ở ngoài cửa ngoài kia, ở ngoài chỗ tôn tượng Di Lặc, ở ngoài cửa vào, nhìn thấy không còn cái hồn sống nữa. Thế hỏi làm sao thì mới bảo là gì? Đó niệm Phật mà bị như thế. Xong tôi mới bảo là niệm Phật mà sai cách, niệm Phật mà dụng tâm gì không đúng á, thì vẫn tẩu hỏa nhập ma như thường.
Đây, đứa bạn lúc đó cái bé nó không biết gì nữa thì đứa bạn nó bảo thôi xin thầy cứu bạn của con, chỉ có thầy cứu được thôi. Đấy, con cũng đi cúng đi bái, đưa bạn con đi cúng, gia đình cũng đưa đi cúng rồi nhưng không khỏi. Đến gặp mấy chùa rồi, đi bắt ma bắt quỷ rồi cũng không khỏi. Tôi bảo cái này không phải ma, cái này do gì? Dụng tâm sai thì phải gì ạ? Phải sửa lại cái tâm, chứ không phải cái gì cũng đi cúng là khỏi được, cái gì cũng bắt ma là khỏi được. Đó. Bảo đi xuống hòa thượng dưới Hải Phòng để dùng cái lắc để bắt ma rồi nhưng mà gì, nó không khỏi về, nó vẫn thế. Tôi bảo cái này không phải là ma, không phải ma, mà ma ở đây gì? Do chính tâm biến thành ma, chứ không phải do con ma bên ngoài tác động vào. Đó. Cho nên tôi bảo thôi về thì bây giờ muốn khỏi không? Cháu nó bảo, bạn nó bảo là bây giờ bạn của con không biết cái gì nữa. Thế tôi bảo ừ được rồi, nhưng mà bây giờ con, tôi nói nó còn nhận thức được, còn hiểu không? Thế hỏi, tôi hỏi là thế thầy nói con còn hiểu không? Nó gật gật đầu, có nghĩa là vẫn hiểu, nhưng mà nó không ý thức được cao. Thế tôi mới bảo là thôi bây giờ nhé, lại tiếp tục về niệm Phật nhé. Nó sợ, nó nghe vào niệm Phật một cái nó rúm người là nó lắc đầu, nó bảo không, không, sợ lắm, nó sợ Phật. Thế tôi bảo không, cái mà gì, cô niệm Phật trước đây á, nó khác với cách thầy dạy cô niệm Phật bây giờ. Bảo đấy là cứ yên tâm đi, chịu khó thầy hướng dẫn cho cái cách niệm Phật này để chữa bệnh, chứ không phải cách niệm Phật ngày xưa để mắc bệnh, còn cách niệm Phật bây giờ là để chữa bệnh. Thế nghe nói như vậy thì nó rạng rỡ lên, bắt đầu thì đi vào phòng khách ngồi nói chuyện một chút và dạy cho nó cái phương pháp gì ngồi thiền để niệm Phật. Trước đây thì nó ngồi niệm Phật, nó cứ nhất tâm nó niệm, nó mong cầu thấy Phật cho nên nó bị dính như thế. Chứ bây giờ ngồi thiền niệm Phật, cứ niệm hơi thở, hít vào thở ra trụ tâm nơi đan điền và niệm Phật, cứ nam, hít vào thở ra mô, cho nên A-di-đà Phật, cứ như thế, tuần tự như thế. Và chỉ có một tuần sau thôi, bạn nó đưa lên thì khỏi đến 80-90% là tỉnh táo rồi. Về niệm thêm mấy tuần nữa thế là khỏi bình thường. Có nghĩa gì? Bệnh do tâm thì phải gì? Dùng tâm để mà trị. Bệnh do tu sai pháp thì phải gì? Phải tu sai pháp, phải tu đúng pháp để mà trị. Cái trường hợp này chắc chắn là do tu gì? Tu sai pháp rồi. Cái này thôi hôm nào thì mang cháu nó sang đây. Vào cái ngày không có khóa tu ấy, nó vắng. Vào khóa tu địa tạng ấy, hoặc khóa tu địa tạng buổi chiều. Khóa tu địa tạng thì có thể rỗi rỗi thì thầy tiếp được. Còn pháp hội thế này thì đừng có gặp thì còn không tiếp, chứ đừng nói là giúp đỡ. Tại vì những ngày này là dành toàn tâm toàn ý cho đại chúng, cho pháp hội. Đến người nhà tôi còn chẳng tiếp mà. Người nhà ra hôm qua giờ mấy người ra gõ cửa rồi tôi còn không tiếp. Bước lên cầu thang rồi tôi còn bảo thị giả đuổi xuống. Tại đi vào những cái ngày mà ít người. Ngày hôm nay thì chỉ có trả lời được thôi. Đó, thì trường hợp này thì cứ đưa cháu sang xem. Chúng tôi sẽ tùy duyên để có thể giúp được, bởi vì nhiều trường hợp giúp được rồi. Nhiều trường hợp thì tu theo ngoại đạo ở dưới Thường Tín, năm ngoái năm kia, cũng tu theo ngoại đạo mở huyệt luân xa. Cuối cùng người lên thì người trả người, ma trả ra ma. Đó, nửa người nửa ma, chân tay cứ run lẩy bẩy, ăn trả được, uống trả xong. Có cái gì đâu, bảo ở lại chùa để làm công quả và dạy cho mấy bài thể dục, thế là khỏi, có gì đâu mà. Dạy cho mấy bài thể dục thôi. Đấy. Nhưng mà thì nó phải gì? Nó phải tin. Nó phải tin mình. Nó tin mình. Tất nhiên. Tôi dạy thì có thể nó khỏi đấy, nhưng mà các vị dạy xem nó có khỏi không? Các vị cũng bảo dạy nó thể dục như thế nó có khỏi không? Điều đó là điều then chốt nhất. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
nào.